Xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị các bạn đến với kênh Tủ sách đầu tư của mình, nơi chia sẻ kiến thức và phát triển bản thân qua những cuốn sách hay. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những điều không mong muốn cứ đổ xuống đầu bạn? Đó có phải là do số ta quá đen nên vận may không mỉm cười với ta hay không? Hay một điều bullshit gì khác? Nhưng tất cả hoàn toàn không phải như thế, mà là do chúng ta mời gọi những điều không mong muốn đến. Do ý nghĩ của chúng ta cứ tập trung vào điều không mong muốn. Và cuốn sách Luật Hấp Dẫn sẽ cho ta biết tất cả những điều cần biết về cuộc sống và cách vận hành của nó. Cuộc sống của bất cứ ai trên hành tinh này cũng đều chịu sự chi phối của ba thứ luật vũ trụ vĩnh cửu, đó là luật hấp dẫn, khoa học sáng tạo có chủ ý và nghệ thuật khoan dung. Luật thứ nhất, luật hấp dẫn, nó nói rằng cái gì giống nhau thì sẽ bị hút về phía nhau. Câu này nghe có vẻ như một thông điệp rất giản dị, nhưng nó là lời định nghĩa về thứ luật quyền năng nhất trong vũ trụ, tác động tới mọi thứ và mọi lúc. Không có thứ gì tồn tại mà lại không chịu tác động của luật quyền năng này. Luật thứ hai đó là khoa học sáng tạo có chủ ý. Luật này nói rằng cái tôi có chính là cái tôi nghĩ tới, cái tôi tin tưởng hoặc kỳ vọng. Một cách ngắn gọn, bạn nhận được những gì mà bạn đang nghĩ tới, dù bạn có muốn hay không. Việc vận dụng ý nghĩ một cách có chủ ý thực sự là khoa học sáng tạo có chủ ý. Vì nếu bạn không hiểu những luật này để vận dụng chúng một cách có chủ ý, rất có thể bạn sẽ sáng tạo một cách vô thức. Luật thứ ba đó là nghệ thuật khoan dung. Luật này nói rằng tôi là chính bản thân tôi và tôi sẵn sàng để cho tất cả những người khác là chính bản thân họ. Khi bạn đã sẵn sàng để cho người khác là chính bản thân họ, thậm chí ngay cả khi họ không dung thứ cho bạn, thì bạn chính là người khoan dung. Chỉ khi bạn hiểu người khác không thể là một phần trải nghiệm của bạn, trừ khi bạn mời gọi họ thông qua ý nghĩ của bạn hoặc thông qua sự chú ý của bạn tới họ. Và các tình huống không thể là một phần trải nghiệm của bạn nếu bạn không mời gọi chúng đến với bạn thông qua ý nghĩ hoặc thông qua việc bạn quan sát chúng, thì khi đó bạn mới trở thành người khoan dung. Một khi thấu hiểu ba luật vũ trụ quyền năng này và biết vận dụng chúng một cách có chủ ý, bạn sẽ đạt tới sự tự do đầy hoan hỉ khi thấy mình có khả năng sáng tạo ra trải nghiệm đời sống của chính mình đúng như cách mà bạn mong muốn. Và không để các bạn phải chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng luật vũ trụ này. Luật thứ nhất, luật hấp dẫn. Luật này nói rằng những gì giống nhau thì bị hút về phía nhau. Chúng ta thường nói với nhau rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thì thực ra đang nói về luật hấp dẫn. Và nó dễ dàng được chứng minh qua cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi bạn thức dậy trong tâm trạng không vui, và sau đó suốt cả một ngày, mọi việc cứ trở nên tồi tệ hơn, và vào cuối ngày bạn phải thốt lên rằng biết vậy, mình đã không ra khỏi giường. Hay mỗi khi bạn thấy ai hay nói về bệnh tật, thì người đó có nhiều bệnh tật. Ai hay nói về sự phát đạt, thì thường có sự phát đạt. Vì luật hấp dẫn luôn luôn phản ánh những suy nghĩ mà bạn đang có trong tâm trí, nên sẽ chính xác khi nói rằng bạn sáng tạo nên hiện thực của chính mình. Tất cả những gì bạn trải nghiệm được thu hút đến với bạn vì luật hấp dẫn đang đáp ứng những ý nghĩ mà bạn đưa ra. Khi có những việc không mong muốn xảy đến, người ta thường giải thích rằng chẳng bao giờ họ lại tạo lên những việc như thế. Mặc dù biết rằng bạn không chủ ý mang điều không mong muốn đó đến với trải nghiệm của bạn, nhưng tôi vẫn phải giải thích rằng chỉ có bạn mới có thể gây ra nó, vì không có ai ngoài bạn có sức mạnh để thu hút những gì đến với chính bạn. Trong khi tập trung chú ý vào điều không mong muốn đó, bạn đã tạo ra nó một cách tự nhiên. Vì không hiểu luật vũ trụ, hay có thể nói là không hiểu luật chơi, bạn đã mời gọi những điều không mong muốn đến với trải nghiệm của chính mình thông qua việc chú ý đến chúng. Để hiểu rõ hơn về luật hấp dẫn, bạn hãy xem mình như một thỏi nam châm hút về phía bản thân mình những gì bạn nghĩ và cảm nhận. Và như thế, nếu bạn cảm thấy bạn béo phì, bạn không thể thu hút sự mảnh mai. Nếu bạn cảm thấy nghèo khó, thì bạn không thể thu hút sự thịnh vượng. Đó là luật. Càng hiểu sức mạnh của luật hấp dẫn, bạn càng quan tâm tới việc điều khiển ý nghĩ của mình một cách có chú ý hơn. Vì bạn nhận được cái gì mà bạn nghĩ, dù bạn muốn hay không. Chỉ cần được nghĩ một chút về điều gì đó bạn mong muốn và không mong muốn, thì thông qua luật hấp dẫn, ý nghĩ đó sẽ lớn dần lên và trở nên mạnh mẽ hơn. Và khi ý nghĩ đó càng lớn, thì sức mạnh mà nó thu hút càng lớn hơn. Và càng chắc chắn rằng là bạn sẽ nhận được trải nghiệm về những gì bạn đã nghĩ. Vì thế, hãy chọn những đối tượng mà bạn quan tâm và nghĩ về chúng theo cách có lợi cho bạn. Nói cách khác, hãy tìm những khía cạnh tích cực cho các đối tượng quan trọng với bạn. Khi bạn chọn một ý nghĩ, luật hấp dẫn sẽ phản ứng với ý nghĩ đó và thu hút thêm những ý nghĩ giống như thế. Và như vậy, làm cho ý nghĩ đó mạnh hơn. Còn khi bạn có cảm xúc tiêu cực hay trải nghiệm những điều không mong muốn, thì bạn không cần phải đẩy điều đó ra xa, mà chỉ cần nhẹ nhàng kéo ý nghĩ của bạn tới một điều gì đó mà bạn muốn trải nghiệm. Vì khi bạn cố quên nó đi, thì bạn lại càng tập trung vào nó nhiều hơn. Và theo luật hấp dẫn,
bạn sẽ càng mời gọi những trải nghiệm tiêu cực đến với bạn nhiều hơn. Và trong cuốn sách, tác giả cũng trả lời cho chúng ta một câu hỏi mà rất nhiều người chúng ta đau đáu, đó là tôi muốn gì? Hay nó thường được biết đến với cái tiêu đề, đó là cách tìm ra đam mê của bạn. Nó chỉ đơn giản là bạn hãy tăng cường trải nghiệm sống, sau đó phân tích từng trải nghiệm sống đó, xem bạn thích hay muốn cái gì hơn. Từ đó đưa ra kết luận là bạn thực sự đam mê điều gì. Sau khi đã hiểu về luật hấp dẫn, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao có những trường hợp trái ngược thì lại hấp dẫn nhau, giống như việc một chàng trai nhút nhát thì lại thu hút một cô gái hướng ngoại và ngược lại. Thoạt nhìn thì có vẻ điều này là trái với luật hấp dẫn, nhưng thực chất nó vẫn tuân theo luật hấp dẫn. Vì ý định của chàng trai nhút nhát đó là anh ta muốn hướng ngoại hơn, và ý định đó đã hút những điều tương tự lại với anh ta. Nhưng tại sao một số người tưởng như đã thu hút được điều họ thực sự mong muốn, nhưng khi điều đó xảy ra thì họ lại cảm thấy đó là một tình huống tiêu cực? Vì khi người ta quyết định họ muốn điều gì thì thường là họ đang đứng cách rất xa cái điều mà họ mong muốn. Nhưng thay vì tập trung vào ý muốn đó và thực hành rung động với nó, cho tới khi đạt được sự rung động trùng khớp với mong muốn thực sự của họ, từ đó cho phép luật hấp dẫn vươn tới vũ trụ và mang về những kết quả trùng khớp hoàn hảo, thì họ lại trở nên thiếu kiên nhẫn và cố gắng làm cho điều đó xảy ra bằng cách nhảy sang hành động. Nhưng khi họ hành động trước khi cải thiện nội dung rung động, thì họ nhận được là cái trùng khớp với rung động lúc đó, chứ không phải là cái trùng khớp với mong muốn thực sự của họ. Khi bạn thực hành rung động của mình, thường là có sự khác biệt rất lớn giữa rung động của cái bạn thực sự muốn và rung động mà bạn đang phát ra. Tuy nhiên, không hề có ngoại lệ, thì tất cả những điều đến với bạn thì đều khớp với cái rung động mà bạn đang phát ra. Ví dụ, một người phụ nữ vừa mới trải qua một mối quan hệ xấu, khi bị bạn tình ngược đãi cả về ngôn từ và thể xác, cô ta không muốn hay không thích điều đó. Thực ra thì cô ta căm thù cuộc sống chung với người bạn tình này. Như vậy, từ chỗ thực sự biết là mình không muốn điều gì, thì cô ta đã tuyên bố rõ ràng điều mà cô ta mong muốn. Cô ta muốn của một bạn tình yêu cô ta, đối xử tử tế và tôn trọng cô ta. Nhưng cô ta cảm thấy rất không yên ổn khi thiếu bạn tình, và cô ta muốn có một người bạn tình mới ngay lập tức. Và thế là cô ta đến nơi mà cô ta đã quen đến và gặp một người vô đủ dễ thương. Nhưng cái mà cô ta không hiểu là luật hấp dẫn vẫn khớp với cái điều mà đang chế ngự bên trong cô ấy. Và ngay lúc này, cái đang chế ngự trong bản thân cô ấy đó là rung động của cái điều mà cô ta không muốn. Vì so với dự định mới vừa được thiết lập, thì những cái phần không mong muốn của mối quan hệ cũ đang hoạt náo trong suy nghĩ của cô ta mạnh hơn nhiều. Bởi nỗi nóng muốn làm dịu tình cảnh bất an, cô ta hành động và bị cuốn vào một mối quan hệ mới. Nếu phải cho một lời khuyên thì chúng tôi khuyên là cô ta nên đón nhận mọi việc từ từ và dành thêm thời gian để nghĩ về điều cô ta thực sự mong muốn, cho tới khi những ý nghĩ đó trở thành cơ sở cho rung động nổi trội bên trong của cô ấy. Và khi đó, hãy để nó hấp dẫn mang lại cho cô ấy một người bạn tình tuyệt vời. Luật thứ hai đó là luật sáng tạo, hay nó còn được gọi với cái tên đó là khoa học sáng tạo có chú ý. Luật này nói rằng, cái tôi có chính là cái tôi nghĩ tới, cái tôi tin tưởng hoặc kỳ vọng. Một cách ngắn gọn là bạn nhận được những gì mà bạn nghĩ tới, dù bạn có muốn hay không. Về cơ bản thì phương trình sáng tạo này gồm hai vế, đó là khởi phát của ý nghĩ và kỳ vọng vào ý nghĩ. Họ có thể hiểu hai vế đó là khát khao sáng tạo và cho phép sáng tạo. Hầu hết mọi người không nhận thức được sức mạnh của ý nghĩ của chính họ, cho nên họ hướng tới hành động để khiến cho mọi việc xảy ra nhanh hơn. Mặc dù hành động là một yếu tố cấu thành quan trọng trong thế giới vật chất của chúng ta, nhưng không phải thông qua hành động mà bạn sáng tạo nên trải nghiệm vật chất của mình. Khi hiểu được sức mạnh của ý nghĩ và thực hành nó một cách có chủ ý, bạn sẽ phát hiện ra đòn bẩy mạnh mẽ trong sáng tạo chỉ xuất phát từ sự mong muốn và sự cho phép mong muốn nó xảy ra. Khi bạn chuẩn bị trước, tức là bạn tiên liệu một cách tích cực bằng ý nghĩ của mình, thì số lượng những hành động cần làm sẽ ít đi và hành động sẽ mang lại sự thỏa mãn nhiều hơn. Nếu không dành thời gian sắp xếp ý nghĩ, bạn sẽ phải hành động nhiều hơn mà kết quả lại không như mong muốn. Nhưng làm thế nào bạn biết được ý nghĩ của bạn là có đang phù hợp hay không? Một cách đơn giản để biết được điều đó, đó là thông qua xúc cảm của bạn. Mọi xúc cảm mà bạn nhận thấy không có ngoại lệ là sự giao tiếp của bạn với nội thể của bạn, cho biết sự thích hợp của những gì bạn đang nghĩ, đang nói hoặc đang hành động và thêm đó với nội thể của bạn. Nói cách khác, khi bạn nghĩ một ý nghĩ mà ý nghĩ ấy không rung động hài hòa với ý định tổng thể của bạn, nội thể mang tới cho bạn một cảm giác tiêu cực. Còn khi ý nghĩ đấy hài hòa với con người bạn và những gì bạn muốn, nội thể sẽ khởi phát một cảm xúc tích cực. Và khi ý nghĩ mang lại cho bạn cảm xúc tiêu cực, thì hãy nhẹ nhàng chuyển sự chú ý về ý nghĩ mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu. Nhưng thật tiếc đó là nhiều người đã không nói hoài đến những chỉ dẫn từ nội thể của chính bản thân mình, mà cứ đi theo những chỉ đạo của cha mẹ, thầy cô, các chuyên gia và các lãnh đạo ở các lĩnh vực khác. Nhưng càng tìm kiếm sự chỉ dẫn ở bên ngoài, thì bạn càng rời xa khỏi người tư vấn sáng suốt nhất của chính mình, đó là nội thể. Thật ra nằm khi hầu hết chúng ta, những thực thể vật chất
không tin cậy vào bản thân mình. Vì những gì xuất phát từ bên trong bạn là tất cả những gì bạn có thể tin cậy. Thế mà các bạn đã dành hầu hết thời gian cuộc đời mình cho việc tìm kiếm một bộ quy tắc hoặc một nhóm người nào đó sẽ bảo bạn rằng cái gì đúng, cái gì sai. Và sau đó bạn dành phần đời còn lại của mình để cố gắng gọi cho cái tôi vuông của bạn theo cái nỗ tròn của ai đó. Ráng làm cho những quy tắc cũ kỹ đó thường là được viết hàng nghìn năm trước phù hợp với trải nghiệm sống mới mẻ mà bạn đang có. Và hệ quả là những gì chúng ta đang chứng kiến đa phần là bạn cảm thấy thất vọng hay khá lắm thì cũng sẽ cảm thấy bối rối. Và thực tế là mỗi năm có rất nhiều người trong số chúng ta đã chết trong khi vẫn còn đang tranh cãi là cái bộ quy tắc của ai mới là thích hợp nhất. Tác giả nói thế này: không hề có bộ quy tắc chung bao trùm tất cả và bất biến nào cả. Vì chúng ta là những thực thể luôn thay đổi, luôn tìm kiếm sự trưởng thành. Ở phần đầu khi nói về luật sáng tạo thì mình có nhắc đến hai vế quan trọng của phương trình sáng tạo. Đó là khao khát sáng tạo và cho phép sáng tạo. Hay cụ thể hơn, khoa học sáng tạo có chủ ý là một luật cân bằng tinh tế gồm hai phần. Một mặt là có ý nghĩ về thứ bạn mong muốn, và mặt khác là có kỳ vọng hay có niềm tin vào ý nghĩ đó. Và như vậy, nếu bạn nói mình muốn có một chiếc xe mới màu đỏ thì thông qua ý nghĩ thành lời đó, bạn đã khởi sự tạo nên chiếc xe đó trong trải nghiệm của mình. Bây giờ, nếu bạn chú ý càng nhiều tới ý nghĩ đó và càng tưởng tượng nhiều hơn và thuần nhất hơn về chiếc xe đó trong trải nghiệm của bạn thì bạn lại càng trở nên hưng phấn về nó. Và càng hưng phấn về nó hay là càng có cảm xúc tích cực khi nghĩ tới chiếc xe đó thì chiếc xe đó sẽ nhanh đến với trải nghiệm của bạn hơn. Một khi bạn đã sáng tạo nó bằng ý nghĩ, có cảm xúc tích cực mạnh mẽ khi nghĩ tới nó thì chiếc xe sẽ nhanh chóng đến với trải nghiệm của bạn. Nó đã được tạo lên, nó đang tồn tại, và bây giờ để có nó trong trải nghiệm của bạn, bạn chỉ cần cho phép điều đó. Và bạn cho phép điều đó bằng cách kỳ vọng, tin tưởng và để cho sự việc xảy ra. Khi bạn nghi ngờ mình không có khả năng có được chiếc xe đó, bạn đã kiềm chế sự sáng tạo của mình. Nếu bạn nói tôi muốn có một chiếc xe mới màu đỏ và bắt đầu tạo nên chiếc xe đó, nhưng sau đó bạn lại nói thêm rằng nhưng mà nó quá đắt, thì bạn đang ngăn cản chính bạn khỏi sự sáng tạo. Nói cách khác, bạn đã hoàn thành vế đầu của việc sáng tạo bằng cách mong muốn, nhưng rồi bạn lại cản trở việc sáng tạo nên thứ đó bằng cách không tin tưởng, không kỳ vọng và không cho phép điều đó xảy ra. Vì để mang sự sáng tạo đến với trải nghiệm vật chất của bạn, cần có cả hai vế của phương trình. Luật thứ ba đó là nghệ thuật khoan dung. Tôi này nói rằng tôi là chính bản thân tôi và tôi sẵn sàng cho tất cả những người khác là chính bản thân họ. Và để trở thành người khoan dung cũng sẽ không khó như bạn nghĩ. Bởi vì bạn cảm thấy rõ ràng với thứ bạn mong muốn, bạn không cần phải ép buộc bản thân giữ cho mình đúng hướng. Vì theo luật hấp dẫn, điều đó sẽ xảy ra. Và như vậy thì không khó để trở thành một người khoan dung. Việc đó trở nên dễ dàng và đơn giản vì bạn sẽ không còn thực sự quan tâm tới mọi thứ không liên quan gì đến con người thực tại của bạn. Nhưng liệu có hơi ích kỷ không khi ta chỉ chú ý đến điều mà ta mong muốn? Câu trả lời đó là không. Bởi vì nếu bạn không có cái nhìn lành mạnh về bản thân, nếu bạn không cho phép bạn mong muốn, kỳ vọng nhận được điều bạn mong muốn, bạn sẽ không bao giờ có chủ ý trong sáng tạo và bạn sẽ không bao giờ có trải nghiệm làm cho bạn thỏa mãn. Không khoan dung với bản thân cũng chính là nguồn gốc của việc không khoan dung với người khác. Thường thì người nào không tán thành một phẩm chất nào đó nơi bản thân mình thì sẽ khó chịu với phẩm chất tương tự người khác. Và như vậy, chấp nhận, tán thành và khoan dung đối với bản thân là bước đầu tiên để quý trọng, tán thành và khoan dung với người khác. Điều đó không có nghĩa là bạn phải đợi cho tới khi bản thân mình hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bản thân bạn, hay đợi người khác hoàn hảo theo tiêu chuẩn của họ. Vì sẽ chẳng bao giờ có sự hoàn hảo như thế, vì các bạn luôn thay đổi, luôn trưởng thành. Điều đó có nghĩa là bạn cần tìm và dự định tìm thấy nơi bản thân mình những gì bạn muốn thấy, hay tìm thấy ở người khác những gì bạn muốn thấy. Nhưng hiện nay có không ít thứ làm bạn sao lãng và mất tập trung vào thứ bạn thực sự mong muốn. Có thể kể đến như truyền hình, báo chí và nhất là người bạn thân thiết của bạn, đó là mạng xã hội. Những thứ đó mặc dù cung cấp cho bạn nhiều thông tin có giá trị, nhưng còn cung cấp nhiều hơn những thông tin rất ít liên quan tới những gì mà bạn thực sự mong muốn trải nghiệm. Nhiều khi chúng ta xem truyền hình và lướt mạng xã hội trong trạng thái không có chủ ý. Và trong trạng thái đó, bạn bị ảnh hưởng bởi những thứ không mong muốn mà lúc nào không hay. Vậy câu trả lời ở đây có phải là chúng ta nên từ bỏ tất cả chúng hay không? Theo mình thì là không. Điều bạn cần làm ở đây đó là suy nghĩ có chủ ý, chú ý lựa chọn nguồn thông tin và chú ý xác định mục đích trước khi vào bất kỳ kênh thông tin nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình và sớm đạt được điều mong muốn thông qua luật hấp dẫn.